nơi diễn ra lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Thời điểm này, bầu trời ở xã Quang Thiện nhiều mây nhưng không có mưa. 15:20, trưởng ban tổ chức lễ tang, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng. Kính thưa đồng bào, đồng chí. Thưa gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau lễ truy điệu trọng đại tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, chúng ta đã có mặt tại đây để tổ chức lễ an táng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nơi đã sinh ra và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của đồng chí. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi tuyên bố lễ an táng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu. Trong lúc đội nghi lễ vào vị trí chuẩn bị lễ hạ huyệt, quân nhạc cử bài Hồn Tử Sĩ. Phu nhân Chủ tịch nước nghẹn ngào khi đội tiêu binh thực hiện nghi thức hạ huyệt. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia đình thả nắm đất đầu tiên lên huyệt mộ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đọc lời cảm ơn vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào, đồng chí, lãnh đạo các nước, đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự lễ truy điệu, lễ an táng và lễ tiến đưa đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng. Cầu chúc hương hồn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Xin vĩnh biệt đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thay mặt ban tổ chức lễ quốc tang, tôi xin tuyên bố lễ an táng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến đây kết thúc. 16:00, lễ hạ huyệt hoàn thành với phút mặc niệm của tất cả mọi người có mặt tại nơi an táng Chủ tịch nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình đi vòng quanh mộ để tiễn biệt. Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang chiều nay đã về đến quê nhà Ninh Bình. Lễ an táng bắt đầu vào lúc 15:30. Đầu giờ chiều, linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về đến quê hương Ninh Bình. Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Chủ tịch nước Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn đưa linh cữu Chủ tịch nước vào nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếp đó, đại gia tộc nội ngoại của Chủ tịch nước, đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tưởng niệm tiễn biệt ông. Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà kết thúc vào lúc 15:00. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bắt đầu vào vị trí chuẩn bị thực hiện nghi lễ an táng. Lễ an táng Chủ tịch nước từ 15:30 tại nghĩa trang quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn. Vào lúc này thì chính quyền địa phương, gia quyến Chủ tịch nước cùng đông đảo người dân đã có mặt tại khu an táng.
Tổng Bí thư cùng các lãnh đạo, viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong không khí trang nghiêm tại nhà tang lễ quốc gia, sáng ngày 26 tháng 9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao lần lượt vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ngày đầu quốc tang và tổ chức lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nghi lễ treo cờ rủ diễn ra vào lúc 6 giờ sáng ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình. Tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông thì công tác an ninh được thắt chặt ngay từ sáng sớm. Linh cữu Chủ tịch nước được phủ quốc kỳ đỏ đặt ngay chính giữa đại sảnh nội trường nhà tang lễ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Trần Đức Lương và nhiều lãnh đạo cấp cao vào viếng. Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Doan. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Không khí trang nghiêm trước cửa nhà tang lễ. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Ti, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng xếp hàng cùng đoàn chính phủ chờ vào viếng. Đại diện chức sắc các tôn giáo đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong niềm thương tiếc vô hạn. Toàn thể gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thời học sinh đáng nhớ của Chủ tịch nước qua ký ức của thầy chủ nhiệm. Tôi rất quý anh ấy vì anh ấy học giỏi vừa ngoan. Khi nghe Chủ tịch mách, tôi ngỡ ngàng và luyến tiếc, thầy giáo Toàn tâm sự. Trong căn nhà cấp 4 ở thôn 10 xã Hội Ninh, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, ông Lê Kim Toàn, 80 tuổi, là thầy giáo chủ nhiệm 3 năm trung học của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, còn lưu giữ nhiều kỷ niệm về cậu học trò ngoan hiền. Ông kể ngày trước nhà nghèo lắm, nhưng Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi đó là cậu học trò ít nói, điềm tĩnh và rất thông minh học giỏi. Bố mất sớm từ khi Chủ tịch nước còn học tiểu học, gia đình có 6 anh chị em nên gánh nặng đè lên vai người mẹ. Thầy Toàn kể, cả 6 anh chị em của Chủ tịch nước đều được ông giảng dạy. Hôm nào cậu học trò Trần Đại Quang cũng phải đi bộ 6 km từ nhà đến trường, rồi lại đi theo thầy về nhà hỏi han bài cũ. Tôi rất quý anh ấy vì anh ấy học giỏi, vừa học giỏi lại ngoan. Khi nghe Chủ tịch mách, tôi ngỡ ngàng luyến tiếc buồn. Ông Toàn tâm sự. Với thầy trò trường trung học phổ thông Kim Sơn B, ấn tượng về Chủ tịch nước Trần Đại Quang không chỉ ở sự ăn cần gần gũi, mà còn là ở tình cảm tri ân của ông đối với nhà trường. Thầy hiệu trưởng Vũ Xuân Sinh chia sẻ, thầy là thế hệ sau nhưng nghe kể lại, ngày đó trường lớp đâu được như bây giờ, bàn ghế sách vở đều thiếu thốn, nhất là ở vùng quê Kim Sơn. Nhiều lần trở về nhà, trở về mái trường xưa, dù ở cương vị nào, ông Trần Đại Quang cũng dành những tình cảm kính trọng, thân thương và gần gũi với thầy cô, bạn bè, giáo viên, học sinh đang theo học tại nơi đây. Để có được ngôi trường khang trang như hôm nay cũng là nhờ Chủ tịch đã kêu gọi hỗ trợ, thầy Sinh chia sẻ. Món quà đặc biệt của Chủ tịch nước. Dọc con đường làng dẫn vào xóm 13 xã Quang Thịnh, những ngày này người dân trong xã tạm gác các công việc đồng áng buôn bán hàng ngày, để mỗi người một tay chung sức sửa sang phong quang lại khu vực tổ chức đón tiếp các phái khách trong nước quốc tế đến viếng thăm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông Trần Thanh Hải, 71 tuổi, là người dân xóm 12 xã Quang Thịnh chia sẻ. Nhận được tin Chủ tịch nước từ Trần, cả gia đình tôi bàng hoàng đau xót. Ông Hải kể, thời còn đi học, ông Trần Đại Quang nổi tiếng khắp vùng về sự hiếu học, hiền lành và rất cần cù, chịu khó. Sau này ông thành đạt, tham gia công việc nhà nước rồi làm chủ tịch nước. Mỗi lần về thăm quê, ông đều ăn cần, thân thiện, gần gũi với bà con trong xã. Đặc biệt là ông ấy rất quan tâm đến các cháu thiếu nhi, thường xuyên động viên, tặng quà giúp đỡ cho các cháu vượt qua khó khăn học tập, trưởng thành. Ông Hải nói,
Ông Vũ Văn Ba, năm 65 tuổi, ở xóm 12, xã Quang Thiện chia sẻ: "Ấn tượng lớn nhất của tôi về Chủ tịch nước là ông dành sự quan tâm rất đặc biệt và ân cần tới các cháu thiếu nhi, nhi đồng. Cách quan tâm của Chủ tịch nước rất giản dị nhưng đầy tình yêu thương, từ công việc xây trường học, tặng quà như là những chiếc mũ bảo hiểm hay sách vở cho các cháu học sinh. Những dịp Tết Trung Thu, Chủ tịch nước đều có những lời động viên đến các cháu nhỏ ngoan ngoãn hiếu thảo", ông Ba tâm sự. Khi về đến xã Quang Thiện, có một món quà đặc biệt mà các em học sinh ở đây đều lưu giữ như một kỷ niệm mà Chủ tịch nước đã dành tặng, đó là chiếc mũ bảo hiểm. Cháu Trần Ngọc Hiền, 6 tuổi, học sinh trường tiểu học Quang Thiện chia sẻ: "Nhân dịp khai giảng năm học mới 2018-2019, trong buổi lễ khai giảng, cháu nhận được món quà của bác Trần Đại Quang, đó là chiếc mũ bảo hiểm. Chiếc mũ nhỏ xinh với thông điệp: đi đúng đường, nhường đúng lối, không cần vội, vui tới trường. Như lời nhắc nhở các em học sinh tham gia giao thông an toàn." Chị Trần Thị Vân là mẹ của cháu Hiền kể lại: "Từ ngày nhận được món quà của Chủ tịch nước thì mỗi lần đưa đón con tới trường, tôi đều đội mũ lên và nâng niu chiếc mũ mà Chủ tịch nước đã tặng.